Ngày 5 tháng 3, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên mở rộng chi trả bảo hiểm y tế, bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C và B. Bộ Y tế đánh giá việc mở rộng chi trả khám sàng lọc nhằm đánh giá nguy cơ và điều trị ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của một số loại bệnh. Theo Bộ Y tế, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm chi phí điều trị các biến chứng và điều trị giai đoạn muộn của bệnh, tác động tiết kiệm cho quỹ bảo hiểm y tế. Theo thống kê năm 2023, chi phí điều trị cho 6 nhóm bệnh ung thư thường gặp là ung thư vú, phổi, gan, đại tràng, dạ dày, tiền liệt tuyến từ quỹ bảo hiểm y tế là gần 6.200 tỷ đồng.